Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Kelly Loan Cuộc Sống Canada. Và hôm nay video này Cooking Time, mình sẽ giới thiệu cho các bạn món canh khổ qua nhồi thịt siêu ngon, siêu dễ. Các bạn cùng làm với mình nha. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị như sau. Mình đã mua 1 pound thịt xay mà mình ăn không có mỡ nhiều, đâm ra mình order cái loại thịt không các bạn, thịt xay ít mỡ. Rồi bên cạnh đó thì mình có một bó hành lá nha. Và mình đã mua 2 trái khổ qua. 2 trái khổ qua mình lựa trái còn xanh đó các bạn. Không nhỏ lắm, để cho mình có nhiều chỗ mình dùng thịt. Với lại mình sẽ có nấm mèo. Nấm mèo thì mình đã ngâm cái tô kế bên sẵn một chút nấm mèo ha. Rồi bên cạnh đó thì mình chỉ có gia vị nêm nếm, cà no, tiêu, rồi mình sẽ đường và nước mắm. Mình thì mình hết bún tàu nên hôm nay mình sẽ không trộn bún tàu vào nhân của khổ qua các bạn ha. Thì mình sẽ cắt khổ qua thành những cái khúc vừa ý và mình sẽ clean sạch ở trong ruột của khổ qua. Mình bắt đầu đi rửa nước các bạn ha. Rửa nước thì mình muốn rửa sạch mình cho yên tâm thì mình sẽ bỏ một chút muối ha, rửa cho nó sạch chiếc khổ qua đó các bạn. Mình bắt đầu làm phần nhân ốp nêm nếm để nhồi vào khổ qua các bạn ha. Thì thịt xay mình sẽ bỏ vào một cái tô vừa và mình sẽ bỏ vào nấm mèo đã khô mình đã ngâm sẵn và để ráo. Mình sẽ trộn vào thịt ha, mình sẽ cho nấm mèo vào. Sau đó mình sẽ bắt đầu nêm nếm. Mình cho tiêu đen vào ha. Nhiều hay ít thì tùy các bạn. Mình thì thích nhiều tiêu, mình cho nhiều một chút xíu. Đó là mình hay nêm nếm nhân. Và cà nêm cà no nha các bạn ha. Mình sẽ cho một muỗng cà no, một muỗng nhỏ thôi. Và mình sẽ cho một chút xíu đường để làm cho nó đậm đà xíu các bạn, đừng cho nhiều quá, mình cho chút xíu thôi. Và bắt đầu mình sẽ bỏ vào hành lá và một chút xíu muối các bạn ha, chút xíu muối. Và mình bắt đầu bỏ hành lá, mình bắt đầu mình trộn thật đều, trộn cho thấm. Mình để đó khoảng 15-20 phút cho thấm trước. Khổ qua mình đã cắt và rửa sạch, mình đã để ráo nha các bạn ha. Mình để ráo được cũng khoảng hơn 20 phút rồi. Phần tiếp theo mình sẽ là nhồi thịt vào những cái khúc khổ qua như vậy. Mình đã nhồi thịt vào xong hết, mình để vào một cái dĩa. Khi mà thịt còn dư mình sẽ vo tròn những cái viên mình làm nhân đó các bạn. Mình làm vo tròn những cái viên mình để để bên ngoài. Mình sẽ cho những cái viên nào vào nước sôi khi nước sôi trước ha. Mình bắt đầu khi nước sôi thì mình bắt đầu bỏ những cái viên mình đã bao tròn thịt đó các bạn, bỏ vào nước trước. Đó, mình bỏ vào. Khi mình thấy những cái viên này bắt đầu chín sơ qua, mình sẽ cho tất cả cái khổ qua đã nhồi thịt vào trong nồi luôn các bạn ha. Okay.
khổ qua hầm được một thời gian thì mình sẽ cho một chút xíu muối vào, mình dặm cái nước trước các bạn ha, một chút xíu muối, và mình sẽ bắt đầu hầm khổ qua tiếp tục cho khổ qua thật mềm. Mà khi sôi thì mình bắt đầu vớt bọt và mình cho thêm bột nêm cà no vào các bạn ha, để cho nước lèo thêm đậm đà đó. Mà các bạn nhớ là phải vớt bọt thường xuyên nha, để nước nó được trong ấy. Khổ qua thì thường mình có một cái giống như là mình muối khổ qua chín hay không thì hồi nhỏ mẹ mình hay chỉ là dùng cái đũa mình xiên qua cái trái khổ qua đó thì để biết nó chín hay không, thì mình hay làm như vậy ha. Với lại mình để ý vào cái màu khổ qua khi nó chín nó sẽ nó đục á, nó không còn trong cái màu xanh giống như lúc chưa chín á, thì mình để ý cái đó. Mình hầm thì mình hầm khoảng lâu ha, mình thích ăn khổ qua khi nó mềm xíu, đâm ra mình hầm hơi lâu một xíu và chịu khó vớt bọt nha các bạn. Mà sau đó mình sẽ thêm một chút xíu đường ha, mình dần lại dần dần cho cái nước lèo nó đủ vị, nó đậm đà xíu ấy. Nhìn ngon không các bạn? Khổ qua chín rồi nè các bạn. Khi mình thấy chín bắt đầu mình sẽ bỏ hành lá vào, và mình đã tắt bếp, mình chuẩn bị sẽ bỏ tiêu lên nha các bạn ha. Và sau đó mình sẽ múc ra một cái tô bự, mình ăn, mình review và nói về cảm nghĩ của mình cho các bạn xem ha. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử khi lúc canh còn đang còn nóng nè. Đầu tiên mình sẽ hấp miếng nước trước. Ngon quá các bạn ơi, thật sự luôn. Để mình ăn thử một miếng thịt nhân coi như thế nào nha nè, nhân của mình nè. Này làm thì mình không có bún tàu, nhưng mà mình cũng không có ống tàu lắm. Thì nay mình sẽ có nấm mèo với thịt xay, nêm nếm này kia, rồi hành lá này, thử mình thử à. Là chủ yếu nêm nếm. Nước là thơm mùi nước mắm nè. Hành lá trong thịt mình sẽ cảm giác không có ngán nha, nó không có tanh nữa. Rồi miếng nấm mèo nữa nè, ngon quá. Cái này cũng nóng ngon ghê. Canh mới nấu ra ăn liền ngon quá. Cái này mà thêm cơm nó ngon. Bởi vì mình quen được nấu đâu, không biết các bạn có thích không chứ. Giờ mình càng nấu mà khi mình quay lên nó giống như chia sẻ, mình không có lấy chuyên nghiệp, nhưng mà khi mình chia sẻ những cái món mình nấu mình cảm thấy là vui. Rồi nhiều bạn với mà bạn nào còn cũng chia sẻ nấu ăn nãy kia, giống như mình cảm thấy học hỏi được lẫn nhau ấy, mình thấy thích quá. Không biết nữa nè. Nên dạo này mình có động lực mình làm, mình nấu mình nấu kia quay lên. Ok, mình sẽ ăn thử cái này. Đầu tiên mình sẽ cắn cắn ra được. Mình sẽ dùng cái củ qua với thịt nè. Củ qua nóng lắm, mình cắn rồi miếng thịt
Nó bộ quyền hơn quá. Đó bạn. Ngon quá. Vừa ăn nóng mà vừa ăn cay, cái mũi mình nó xịt xịt luôn. Các bạn ơi, không biết cũng vô tập vô bếp, lên Google search những món mới bạn thích. Vô bếp đi, nấu ăn xong mình tự thưởng thức rất là ngon luôn, thật sự. Ây da, cay quá. Ngon quá. Mình nghĩ á, cái mà thích nhất là khi mà video về nấu ăn là khi mà mình nấu tất cả xong rồi mình review các bạn xem, cực kỳ thích luôn, giống như giờ mình đang enjoy hưởng thụ vậy nè. Còn gì sướng bằng không bạn? Nóng quá phải đổi nữa. Xin khép video tại đây nha. Dù các bạn mà thích video của mình, mong các bạn hãy ủng hộ kênh của mình, đăng ký miễn phí, cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký để giúp mình có nhiều động lực nghe nhiều video mới mình quay cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành.